Unsase to sare voto dilakshine vam ante mokralano purato vidakan sayang bachime mama anando kina sawa jatun lisa samantalo kabala ci inda devam. Sapramakaya te sang anupave na sabbe paya ubandava aneka antaraya pivinasantu asem. Xa tôn Đức Phật ngự trên đầu, vai mặt Xá Lợi Phất, vai trái Kiền Liên Hầu, trước mặt là Tâm Tạng, sau lưng A Nan Chầu, bốn phương A La Hán, Đế Thích Lẫn Phạm Thiên, do oai lực pháp màu, hộ trì cả năm châu, rủi ro và tai hại, tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. So at Talato, Sukito, Bruno, Botasa, Tanero, Go, Sukito, Isaha, Sabbe, Nyati, Pisa, and Talatam. Sukita, Bruna, Botasa, Tanero, Gasukita, Isaha, Sabbe, Nyati, Pete, and Talatam. Sukita, Bruna, Botasa, Tanero, Gasukita, Otasaha, Sabbe. Hị nhà tị tuyên cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín có bình hoàng, được an vui trong mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thủ lành thai. Akasattha cha phummattha devanaga mutthika Unyang no anumodan tu chi rang rakkhan tu sasanang Akasattha cha phummattha devanaga mutthika Unyang no anumodan tu chi rang rakkhan tu no garo Akasattha cha phummattha devanaga mutthika Bún nhân nô anu mô đành tu chi răng rắc khanh tu nhà ta vô. Aka sát tha cha phùm mát tha đê hoa na ga mứt thi ca. Bún nhân nô anu mô đành tu chi răng rắc khanh tu ba ni nô. Aka sát tha cha phùm mát tha đê hoa na ga mứt thi ca. Bún nhân nô anu mô đành tu chi răng rắc khanh tu nô. Sa đà chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thân mọi điều, lắm vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều. Chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con quy thủ đạo màu, tu hành tinh tận ngọ hầu vô sanh. Văn kinh chi cú sa la cam mang cát tát bằng ti ri văn ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti đa se su ra tăng ca tăng ye sát ta san ni no at ti ye cha sát ta san ni no ca tăng quân nhã pha lăng mây hằng sập bê pha ghi pha hoàn tu tê ye tăng ca tăng su quy đi tăng đinh năng Bùn nhã pha lăng ma ya ye cha tát ta na cha nan ti đề qua gần tòa ni huệ đa dùng sập bị lô cầm hi ye sát ta chi quan ta ha ra e tu ca ma nôn nhân phô cha năng sập bề la phàn tô ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đao lợi thọ nhàn. Chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta mà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con ngồi hưởng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ là cầu, xin cùng thiên chúng đền hậu mạch ngay. Có người làm phước được rài, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hỷ lạnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước bảo cũng dược, qua thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng.
đằng nô nhà ti đằng hồ tu su khi tà hồn tu nhà ta vô. Xin cho sự quốc báo mà chúng con đã trong sạch làm hôm ngày hôm nay, con xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc của con đã quá dạng rồi, cầu mong cho các vị ấy hằng có được sự an vui. Ý đàn quá ta mê buồn nhăn à sa quá ca già quá hằng hồ tu. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là mỏng duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngành nơi tâm. Và con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Con cũng xin cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con đọc kinh lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con kính dâng mình trở lại cho Ngài Trí Đức để Ngài dạy bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mai, Nam mô Sân Khai. Trước tiên kính lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng trong những Việt Nam mà chúng tôi không được rõ. Chào cô tu nữ Phúc Hạnh, chào chư thiền nam tiên nữ thiền hữu tri thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 328. Và trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo Ratanatayasavandami Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lokottamo Tappagaru Vicchetthakolo Kassasattha Janadhammako Vido Vanda Mahantam Narappu Chanai Yakang. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài Bậc Trí Thức không đau sanh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng giáo chủ, chí năng vô lượng. Tư đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đảnh cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ vĩ gia ta sơ sát thu nô lô ca nắm mạnh thá sơ vĩ nà thơ rô phù thấp bình nụ bút thấp và tí phù tí sành nhá tù hoành đà má hành tầng ná ra phù. Thế này gia cần pháp bảo với như ánh vàng, như là soi sáng, vẹt mạng, vô minh, phá tan, làm lạc dũng sinh, đầy dân Phật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin đại lễ Pháp Hoàng đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khô quý số thổ chú văn ta sát sao quốc hồ sách thà chú cà mô quá rá thầm mất sách khá phô niên đà bất sang xà đi á nà đà hồ quá rù văn đà mất hình tầng ná ra phù. Cha này giác cần tăng bảo thinh văn Phật đà tâm hộp mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh lý trần xa lệ thể pháp phàm nhân ai bị. Con xin đại lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tà nát tế giá tê chê ná tế khà mê tu quá thá năng tá xà bí à nú khoa quê ná xá hát xà dê ná xá chạch tú. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy, phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay ha. Câu Phật ngôn 328. Quý vị nhìn lên bộ này ha, trong cái bài học. Khi mà chúng ta đọc được phân tích tự vựng xong, đọc giọng kinh xong, đọc giọng kệ xong, thì khi đó chúng ta sẽ qua phần tự vựng ha. Bây giờ quý vị hãy nhìn vào mặt chữ sa chê la phê tha ni bắc nê ni bắc cần sa hà dần sa chê la phê tha ni bắc cần sa hà dần sa chê la phê tha ni bắc cần sa hà dần. Đó là câu một. Bây giờ câu hai. Sát
Thình cha rằng xà thu vi hà ri thì rằng sa thình cha rằng xà thu vi hà ri thì rằng sa thình cha rằng xà thu vi hà ri thì rằng. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Sa chê la về tha ni ba cần sa hà dần sa thình cha rằng sa thu vi hà ri thì rằng. Sa chê la về tha ni ba cần sa hà dần sa thình cha rằng sa thu vi hà ri thì rằng. Sa chê la về tha ni ba cần sa hà dần sa thình cha rằng xà thú vi hà ri thì rằng. Như vậy là câu 1, câu 2 chúng ta thông qua ha. Bây giờ qua câu 3, câu 4. A phi phì ya sắp bà ni pa ri sa ya ni. A phi phì ya sắp bà ni pa ri sa ya ni. A phi phì ya sắp bà ni pa ri sa ya ni. Rồi bây giờ qua câu 4 ha. Cha rầy ya tề na tam as no sát tì ma. Cha rầy ya tề na tam as no sát tì ma. Cha rầy ya tề na tam as no sát tì ma. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4 ha. A phi phì ya sắp bà ni pa ri sa ya ni cha rầy ya tề na tam ma nô sa tì ma. A phi phì ya sắp bà ni pa ri sa ya ni cha rầy ya tề na tam ma nô sa tì ma. A phi phì ya sắp bà ni pa ri sa ya ni cha rầy ya tề na tam ma nô sa tì ma. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại 4 câu này ha. Đưa bài lên quý vị nghe rõ ha. Sa chê la phê tha ni ba cần sa hà dần sa thình cha rằng sa thu vi hà ri thì rằng. A phi phì ya sắp bà ni pa ri sa ya ni cha rầy ya tê na tam ma nô sa tì ma. Đọc một hơi dài quá thì quý vị dễ đứt hơi, nhưng mà bây giờ chia ra làm hai ha. Sa chê la phê tha ni ba cần sa hà dần sa thình cha rằng sa thu vi hà ri thì rằng. A phi phì ya sắp bà ni pa ri sa ya ni cha rầy ya tề na tam ma nô sa tì ma. Thì vì chia ra làm hai thì nó dễ đọc hơn ha. Bây giờ ôn lại lần nữa theo giọng kinh. Sa chê la phê tha ni ba cần sa hà dần sa thình cha rằng sa thu vi hà ri thì rằng. A phi phì ya sắp bà ni pa ri sa ya ni cha rầy ya tề na tam ma nô sa tì ma. Rồi giọng kinh xong rồi, hôm nay tiếp tục ha. Hôm nay tiếp tục là qua dòng kinh xong, chúng ta lại đọc tiếp theo dòng kệ. Tức là quý vị phải giải quyết xong cái này, rồi khi đó chúng ta mới đi qua phần tư vấn, rồi duyên sự và chúng ta kết thúc. Dòng kinh thì quý vị đã nhận định theo mật chữ, trường âm, đoạn âm. Và bây giờ cái câu này qua dòng kệ, thường thường người ta nói kể thì sao cũng được, nhưng mà câu này qua giọng kể thì tương đối hơi khó, chứ không có dễ đâu ha. Bởi vì nó không đồng đều nhau, không phải là 4-4 mà nó tùm lum trong đó.
Bây giờ chúng tôi kể trước, các bạn giải quyết hết rồi, khi đó mới tới tự vấn. Sa chê la phê tha ni ba tâm sa ha yam sa thiên ca răng sa tu vi ha vi thi lâm a vi phi ya sam ba ni ba re sa ya ni cha rai ya te na ta ma no sa ti ma sa chê la phê tha ni ba tâm sa ha yam sàn thiên cha răng xa tu vi hà vi thi rằng a phi thi ya sam mani mari sa ya ni cha rai ya te na tamano sa ti ma. Rồi thêm một lần nữa ha. Sa che la phê tha ni ba tăng sa ha yam sàn thiên cha răng xa tu vi hà vi thi rằng a phi phi ya sam ba ni ba ri sa ya ni cha rai ya te na ta ma no sa ti ma. Rồi hôm nay có một sự thay đổi là quý vị giải quyết xong cái câu này thì khi đó chúng ta mới qua tự vấn ha. Tức là đầu tiên quý vị phân tích về trường âm, đoạn âm, rồi đọc theo giọng kinh, xong giọng kinh đọc theo giọng kệ. Và như vậy là chúng ta đã làm xong bốn phần. Rồi kế tiếp là phần tự vấn và duyên sự, là chúng ta có thể nói là kết thúc ha. Câu Phật ngôn 328. Vậy thì những cái điều chúng tôi trình bày là quý vị hoan hỷ ha, gặp đâu sau đó tức là chúng ta phân tích trường âm đoạn âm, đọc theo giọng kinh xong thì chúng ta đọc và giọng kệ ha. Rồi bây giờ tại vì bây giờ ai là người xung phong chứ? Alo, ai là người xung phong chứ? Phân tích trường âm, đoạn âm, đọc theo giọng kinh, rồi giọng kệ. Quá, xích kim á, miệng liền á, xà thủ, xà thủ. Đây, bây giờ chúng ta coi xích kim đã thể hiện như thế nào đây. Xin mời. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Một, hai người nghe rõ rồi đó. Có hai người thôi, rồi thêm người nữa, rồi thêm người nữa, bốn đủ rồi đó. Sư lâu lâu có sư cho cái mới à. Kỳ này đọc kinh đọc kệ luôn đó sư ha. Cầm thích cái đó đó nha, đúng ý chị nha. Không dám đâu, tại tôi có nhiều việc lắm. Tôi mỗi lần mà lên cái kệ kinh xong rồi kệ phải chờ chờ á, rồi tôi làm việc lăng xăng á, tôi phải quay trở lại đó, mất công lắm, còn đọc trùng luôn vậy đó, tiện và lợi luôn đó. Dạ con xin phân tích kinh Pháp Cú câu 328, phân tích xong rồi đọc, tức là rồi đọc lợi là đọc kinh rồi, rồi đọc kệ luôn. Dạ xong là giảng tuồng cho con, chứ không phải giảng tuồng cho đậu tràng nha. Cho hồi con đọc đi. Nó nhiều quá, lên lần nào cũng khờ cơ với ngỗng, nói chuyện này chuyện kia hết. Nó dậy quen rồi sư ơi, cái tặc cũng chưa sư ơi. Tiền căn hậu kiếp gì rồi đó, thưa ơi. Sư bình tĩnh đó sư, vậy cho vui sư. Hai con nhất trí. Không có cái chữ nhất trí, lúc dịch cộng vô là nó dùng chữ nhất trí là con ghét nhất đó sư. Nhất trí, nhất trí, thí trung trăng nhất trí nhé, hầu hởi tiếng lên nhé. Ghét chính bà nhất cái đầu mày đó, nhất có ngày nhất. Con xin đọc nha. Sá chê lắp đề tha nhất bác khăn sá hà dặn sắc thình cha rằng sá tu quý hà rít thì rằng. Sá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, bê là trường âm thông thường, thá ní phá là ba đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
Xá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, văn là trường âm đọc theo một ruồi, không phải trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sắc thình cha răng xà thú quý tha rít thi răng. Sắc là trường âm nhắn, thình là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xa là trường âm thông thường, thú quý, thú quý là hai đoạn âm, ha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, thi là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xá chề lá bề thanh ni thắc khăn xá hà dằn, sắc thình cha rằng xà thú quý hà rí thi rằng. Và tiếp theo là câu 3 và câu 4. Áp hí phì giá sắp bà ní phá rít xá già ní chá rề giá tề nắc ta ma nô sa ti ma áp phi áp phi áp phi phi ya sap ba ni pa rít sa ya ni. Trời chữ này áp phi đúng không? Áp phi con coi rồi cái con có viết sai không? Áp phi vậy đó. Ồ áp phi áp phi vậy mà biên chữ giống nguyện trên này. Áp phi là hai đoạn âm. Phi là trường âm nhắn, giá là đoạn âm, sáp là trường âm nhắn, ba là trường âm thông thường, ní bá là hai đoạn âm, rít là trường âm nhắn, xá là đoạn âm, gia là trường âm thông thường, ní là đoạn âm. Apipi giá sáp bà ní phá rít xá già ní. Rồi câu số 4. Cha rầy giá tề nát ta ma nồ sát tì mà. Chá là đoạn âm, rầy là trường âm nhắn, giá là đoạn âm, tề là trường âm thông thường, nát là trường âm nhắn, tá má là hai đoạn âm, nồ là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, tì ma là hai trường âm thông thường. Còn nói vậy là quá chậm người đó, nói chậm hơn là con ngủ gục luôn đó. Dạ con đọc xong, phân tích xong hai giờ con đọc lại một lần. Câu này phải đọc chia làm hai lần, đọc một lần sẽ quá cố luôn. Sa chề lắp bề tha ni tắc khăn sa hà dằn, sắc thình cha rằng xà thú quý hà rí thi rằng. A pi pi ya sap ba ni pha rít sa ya ni cha rê ya tê nát ta ma nô sa ti ma. Đọc thêm lặng đi. Sa chê đề tha ni ta khăn sa hà dằn, sắc thình cha rằng xà thú quý hà rí thi rằng. A pi pi ya sap ba ni pha rít sa ya ni cha rê ya tê nát ta ma nô sa ti ma. Dạ con đọc kệ luôn ngay sau. Sa che la pe tha nít pa khang sa ha yang sa ti cha rang sa tu vi ha vit ti rang a ti vi sa ba ni pa re sa ya ni cha re ya te na ta ma no sa ti ma sa sa che la pe tha nít pa khang sa ha yang sắc thình cha răng sắc thu vi hà rít thi răng áp khi phi áp ba ni pha ri sa ya ni cha re ya te na ta ma no sa ti ma. Nếu được bạn hiềm trí đáng sống chung hạnh lành, nhiếp phục mọi nguy hiểm, hoan hỷ sống chánh niệm. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chàng đét ơi, cái người lên đằng là cái người là có nhiều mắc phải dấp lắm. Chắc chắn thế nào sư cũng cảm rằng không sao đâu, cảm rằng cằn nhằn nghe nghe là chuyện thường xa ở nguyện đối với con mời sư. Dạ con xin trả máy và dạ, con xin mời sư cầm mít. Dạ cảm rằng con cảm mít ạ. Sa thú Sĩ Kim lên phân tích ha, cầm micro một mình một cõi ha, thoải mái tức là từ đầu tới cuối luôn, phân tích trường âm đoạn âm ha, rồi đọc dụng kinh rồi đọc dụng kệ ha,
À, sung sướng thiệt. À, mà quý vị thấy cái phương pháp này như thế nào? Tức là chúng ta nắm vững được cái bài ha. Bài học chúng ta nắm vững, còn ý nghĩa tự vận thì sẽ tính sau ha. Bây giờ chỉ cái phần Pali thôi nha. À, chỉ phần Pali, phân tích trường âm, đoạn âm, rồi giọng đọc theo giọng kinh, giọng đọc theo giọng kệ. À, như Sư Kim vừa trình bày ha. Rồi bây giờ mời quý vị tiếp tục theo phương pháp này ha. À, chúng ta giải quyết một lần cho nó gọn. Nếu còn dư thời gian thì chúng ta sẽ tiếp tục. Còn nếu không dư thời gian thì chúng ta cũng đã làm xong bộ phận. À, Sư Kim Nhung hôm nay có khỏe chưa? À, thấy đưa tay hoan hỷ. Xin mời Sư Kim Nhung ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng cho biết tín hiệu. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ cô Tu Nữ Phúc Hạnh, kính chào các anh chị. Dạ, con thưa sư, dạ cái cách mới này thì mình làm luôn cho hết một phần của bài học, nhưng mà con riêng với con thì con thấy nó hơi khó vì mình chuyển tông, mình đang đọc cái tông kinh thì mình đọc nghiêm trang, xong rồi mình lại qua cái kệ luôn. Không phải là mình không nghiêm trang nhưng mà hai cái tông nó hơi khó khó. Như lúc trước á, thì nếu mà mình đọc kinh thì đọc hết, xong rồi mình nghỉ ngơi xong kệ thì mình kệ hết, kệ thì cùng kệ với nhau. Thì như lúc trước thì con thấy dễ hơn, còn như thế này thì từ từ cũng quen à thưa sư, không sao hết ạ. Dạ được ạ. Dạ con xin đọc và phân tích ạ. Sắp chề la phề tha ni ba cẳng sa hà dằng sát thình cha rằng xà thu vi hà ri thì rằng a phi phì gia sáp bà ni ba ri sa già ni cha rầy gia tề nát ta ma nồ sa tì mà sát chề la phề tha ni ba cẳng sa hà dằng sát thình cha rằng xà thu vi hà ri thì rằng. Dạ, sắt là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, phê là trường âm thông thường, thá là hai đoạn âm, bá là đoạn âm, căng là trường âm theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sát là trường âm nhấn, thinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa là trường âm thông thường, thú quý là hai đoạn âm, ha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, thi trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sắt chề la phề tha ni ba càng sa hà rằng sắt thình cha rằng xà thu quy hà ri thì rằng a phi phì gia sáp bà ni ba ri sa già ni cha rầy tề nát ta ma nồ sa tì mà á phí là hai đoạn âm, phi là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, sáp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, ní bá là hai đoạn âm, ris là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, gia là trường âm thông thường, ní chá là hai đoạn âm, rây là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, tá má là hai đoạn âm, nô là trường âm thường, xá là đoạn âm, ti ma là hai trường âm thông thường. A phi phì gia sáp bà ni ba ri sa già ni cha rầy gia tề nát ta ma nồ sa tì mà sát chề la phề tha ni ba cẳng sa hà rằng sát thình cha rằng xà thu quy hà ri thì rằng a phi phì gia sáp bà ni ba ri sa già ni cha rầy gia tề nát ta ma nồ sa tì mà
Chề la phề tha ni ba càng sa hà dạng sát thình cha rằng xà thu vi ha ri thu vi hà ri thì rằng a phi phì gia sắp bà ni ba ri sa già ni cha rầy gia tề nát ma nồ sát tì mà sát chề la phề tha ni ba càng sa hà dạng sát thình cha ra sa thu vi hà ri thì rằng a phi phi ya sap ba ni pa ri sa ya ni cha re ya te nat ta ma no sa ti ma sat che la phe tha ni pa kang sa ha yang sat thing cha ra sa thu vi ha ri thi rang a phi phi ya sap ba ni pa ri sa ya ni cha re ya te nat ta ma no sa ti ma. Dạ con đã đọc xong phần kinh và kệ và phân tích ạ. Dạ có sai con xin sư sửa giúp con ạ. Con xin xuống mic. Dạ kính mời đạo hữu kế tiếp. Alo, 123, 123. Trong cái vấn đề phân tích trường âm và đoạn âm, đó là cái điểm chính. Giọng kinh cũng là điểm chính. Còn cái giọng kệ, quý vị cảm thấy rằng thích đọc theo giọng kệ thì đọc, còn không thì phân tích và đọc theo giọng kinh ha. Rồi bây giờ quý vị tiếp tục, đừng có thấy rằng ồ dài quá khó. Trong hai phần quý vị có thể đọc theo giọng kinh, có thể đọc theo giọng kệ. Tuy nhiên, cái vấn đề phân tích trường âm, đoạn âm đó là cái chính. Bởi vì khi chúng ta phân tích được như vậy, chúng ta đọc mới biết đúng hay là sai. Tự mình biết ha, chứ không phải là nương tựa nơi một người nào đó giật dây hoặc là nhắc khéo cho mình. Mà mình đọc lên mình biết đúng hay là sai, đó là cái điểm quan trọng. Rồi xong rồi còn cố gắng gì nữa. Rồi bây giờ mời những vị khác chúng ta tự giác. Alo, thấy bài này khó quá phải không? Khó quá, không đưa tay thì tắt đèn đi ngủ ạ. Xin Thiền Vũ ha, xin mời. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý chư tăng, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào đạo hữu. Con xin đọc và phân tích câu cách đọc của câu pháp cú 328 ạ. Sa chê la phê tha ni ba càng sa hà giang. Câu 1, sa là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, phê là trường âm thông thường, thá, ní, thá là ba đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 2, sát thình cha răng xà thu vi hà ri thì răng. Sát là trường âm nhấn, thình là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là bản âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa là trường âm thông thường, thú ví là hai đoạn âm, ha là trường âm thông thường, rí là bản âm, thi là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Sa chê la phê tha ni ba càng sa hà giang sát thình cha răng xà thu vi hà vi thì răng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. A phi phi ya sa ba ni pa ri sa ya ni. Á phí là hai đoạn âm, phi là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, sáp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, ní phá là hai đoạn âm, rít là trường âm nhấn, xá là đoạn âm,
Ya là trường âm thông thường, ní là đoạn âm. Cha gây ya tê nát ta mát nô sát ti ma. Chá là đoạn âm, rây là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, tá, má là hai đoạn âm, nô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ti, ma là hai trường âm thông thường. Con xin đọc lại nguyên câu kệ 328. Sa chê la phê tha ni ba càng sa hà chăng sáp thình cha răng sa thu vi hà vi thị răng. A phi vi ya sáp bà ni paris sa ya ni cha vi ya tê nát ta ma nô sáp tì ma. Dạ con xin bắt chước sư con kệ luôn. Tại con cũng còn yếu lắm ạ. Sa chê la phê tha ni pa căng sa hà yang sa thình cha răng sa ha thu vi hà vi thi răng a vi vi ya sa ba ni pa vi sa hà ga ni cha vi ya thê ta ta ma nu sa ti ma. Dạ con sai, con xin thử sửa cho con ạ. Alo, 123, 123, Sư Thiền Vũ, rất là chuẩn, còn có vấn đề trẻ là sao cũng được hết đó. Nhưng mà vấn đề phân tích trường âm, đoạn âm và cái dụng kinh tương đối ổn. Sao Sư Chiếc Lá Mùa Xuân nói rằng không thấy được câu cuối, hả? Quý vị có thấy rõ không mà sao Sư Chiếc Lá Mùa Xuân này chắc là rụng rồi. Hay là chạy qua bên chiếc lá cuối cùng rụng luôn rồi, cho nên không thấy cái hai chữ cuối hả? Satima tenatamano. Tại sao mà không thấy rõ hả? Sao mà vậy nè? Alo alo, sao mà không thấy rõ? Kỳ cục vậy. Đó, sĩ Nhật Quỳnh đưa lên vậy, thấy rõ không? Alo, cái này chắc là phải mời sĩ Chiếc Lá Mùa Xuân lên mới xác định được. Sĩ Nhật Quỳnh đưa lên cái màu đỏ đẹp như thế này mà không biết có thấy không? Hả? Alo, cũng không thấy luôn hả? Giỡn hoài. Alo, sĩ Chiếc Lá Mùa Xuân bây giờ đỏ không thấy, đen thấy không? Cũng không thấy luôn hả? Rồi, bên này chắc là con mắt có vấn đề rồi. Sao mà chỉ có những con chuột ha, nó chung vô ra chỗ tối cho nên là không bị kẹt cái gì đó, hay bị lọ ngã, đồ quẹt dính rồi cho nên không thấy đường rồi. Chỉ thấy cháy nhà mới là đuôi chuột thôi, còn cọc mắt thì không thấy. Con mắt có trục trặc rồi hả? Đúng rồi, ai cũng thấy mà con mình thiết chất lá mùa xuân không thấy là thấy có vấn đề hả? Rồi bây giờ hai câu đầu nè, chứ nhiều Quỳnh đưa lên nè, từ từ hai câu á, rồi. Rồi cho hai câu thì thấy rồi, có chứ nhiều Quỳnh sướng chưa? Đọc lần bốn câu không chịu, đọc lần hai câu, rồi đưa tay lên. Rồi, hai câu đầu, hai câu cuối là thành ra một bài thơ. Rồi, xin mời Sĩ Chiếc Lá Mùa Xuân. Đó, Sĩ Nhật Quỳnh đưa lên chữ đỏ, rõ. Vậy mà nó không thấy nữa là không biết làm sao nữa. Dạ, con xin ảnh lễ Sư Trí Đức, con kính chào đạo tràng. Con xin phân tích câu câu Phật môn sát chê. Ủa, câu câu nào là để con coi câu nào, câu một câu hai. Ok, sát chê la
phê tha ni ba cằng sa hà dằng sát thình cha rằng xà thú quý xà thú quý hà ri thì rằng xá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, phê là trường âm thông thường, thá ní bá là ba đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sách là trường âm nhấn, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa là trường âm thông thường, thú quý là hai đoạn âm, ha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, thi là trường âm thông thường, răng là trường âm nhấn. Sa chê la phê tha ni ba cằng sa hà dằng sát thình cha rằng sát xà thú quý hà rí thì rằng. Câu 3, câu 4. A phi phi yasap ba ni ba ri sa ya ni cha rầy ya tê nát ta cha rầy ya tê nát ta ma nô sa tì ma A là đoạn âm, phí là á, phí là hai đoạn âm, phi là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, ní bá là hai đoạn âm, rít là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, gia là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, chá là đoạn âm, rây là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, tá má là hai đoạn âm, nô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ti ma là hai trường âm thông thường. A phi phi yasa bà ni ba ri sa ya ni cha ri ya tê na ta ma no sa ti ma. Con xin đọc lại 4 câu. Sa chê la về tha ni ba cằn sa hà dằn sa thình cha rằng sa sa thu quý hà ri ti rằng a phi phi ya sa ba ni ba ri sa ya ni cha rì ya tề na ta ma no sa ti ma. Con xin đọc lại một lần nữa. Sa chê la phê tha ni ba cằn sa hà dằn sa thình cha rằng sa thu quy hà ri thì rằng a phi phi ya sa ba ni ba ri sa ya ni cha rầy ya tê nát ta ma nô sa ti ma sa sa ti ma. Con xin đọc kệ luôn. Sa chê la phê tha ni ba căn sa hà dặn sa tình cha rắn sa thù
viharithi rằng Afiviya sabbani parisaya ni charayate natta mano sati ma. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Và con kính chào Đạo Tràng và con xin trả bài. Sắc chê la phê tha nít ba rằng sa hà dằng sách tình cha rằng xà thu quy hà vi tì rằng A phi phi ya sa ba ni ba ri sa ya ni cha ve ya te na ta ma no sat sat ti ma sat sat che la phe tha ni ba rằng sa ha sa ha yang sat thình cha rằng sa thu vi hà vi thị năng rằng sát là đoạn âm chê trừng âm nhấn trừng âm thông thường, lá là đoạn âm, phê là trừng âm thông thường, thá níp bá là ba đoạn âm, căn là trừng âm thông đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sắc chê lá phê tha nếp ba càng xa hà dằn. Sắc thình cha rằng xà thu quy hà quy thì rằng. Sắc là trường âm nhấn. Tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa là trường âm thông thường, thú là trường âm là đoạn âm, thú quý là hai đoạn âm, ha trường âm thông thường, quý đoạn âm, thí trường âm, thi trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sắc chê lá phê tha níp ba cằn sa hà dằn sách thình cha rằng xà thu quy hà vi thì rằng a phi phi ya sáp bà ni ba vis sa già ni cha rề ya tề nát ta má nồ sát tình mà sát tì mà a á là đoạn âm, phí là đoạn âm, phì là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, sát là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, ní bá là hai đoạn âm, rít là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, gia là trường âm thông thường, ní chá là hai đoạn âm, rê là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, tá má là hai đoạn âm, nô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ti ma là hai trường âm thông thường. A phi phi ya sáp bà ni ba vis sa ya ni cha rê ya tê nát tam ma no sát tì ma sát chê la phê tha nếp ba cằn sa hà dằn sát tình cha rằng xà thu quy hà vi thì rằng a phi phi ya sát bà ni ba vis sa ya ni cha rê ya tê nát ta ma no sát tì ma. Dạ, con không biết con có kệ được không mà con ráng thử.
sa che la phê tha ni pa căng sa ha yang sa tinh cha răng sa thu vi ha vi thi răng Afifi ya sapani pali sayani chave ya tena pamano satima. Dạ, con có sai sinh ngày xưa và con xin trao mất ạ, cho vị kế tiếp. Sa thù, sa thù, sikha, tương đối ổn định hơn sikhiết la mùa xuân. Sikhiết la mùa xuân trong cái phần phân tích, cái câu số 2. Sa thù vi hà ri thi răng, sa thù vi hà ri thi răng. Thì phân tích đúng hết, chỉ có chữ răng, để chữ cuối cùng này á. Chữ răng này là một trường âm, nhưng mà xích chiếc lá mùa xuân nói chữ răng này là một trường âm nhấn thì quý vị nghĩ sao? À, chữ răng này mà trường âm nhấn hả? Đọc thì đúng, trường âm thì đọc đúng, nhưng mà phân tích thì nói chữ răng này là trường âm nhấn thì quý vị không biết à, không biết hiểu sao đấy. Hôm nay xích chiếc lá mùa xuân này. Chắc hết mùa xuân rồi, qua mùa hạ, cho nên trường âm đọc theo dạng nguyên âm. Nhưng mà tại sao khi nãy nói trường âm nhấn? À, không biết đạo tràng có nghe bị bệnh rồi hả? Chắc đọc nhầm ha. Rồi lần sau đọc cho nó đúng đi. Rồi bây giờ có nghe hả? Rồi bây giờ xin mời quý vị tiếp tục. Còn sớm mà, mới 5:14 mà. Ai tiếp tục đây? Đói bụng hả? Đói bụng rồi đọc sai vậy ha. Rồi, Sisuka, xin mời. Alo. Con cảm ơn các cô cho con biết tín hiệu. Dạ, con kính tri ân sư. Nam mô Buddha lá, Nam mô Thamma lá, Nam mô Sangha lá. Dạ, con kính đảnh lễ thượng tọa Chí Đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào với cô tu nữ, quý cô chú phần trong đạo tràng. Dạ, con xin phân tích ạ. Phân tích, nếu con đọc và phân tích. Mấy con nó tranh nhau ăn. Dạ, con xin sám hối đạo tràng. Sa chê na phê tha li pa căng sa hà răng sát thình cha răng sa thu vi hà di thi răng áp phi phiu ra sa pa ni pa di sa già ni cha dày ra tề nát tam ma lô sát tì ma xá là đoạn âm. Chê là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, phê là trường âm thông thường, thá là thá, ní, pá là ba đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sát là trường âm nhấn, thinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa là trường âm thông thường, thú là đoạn âm, quý là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, dí là đoạn âm, thi là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á, phí là hai đoạn âm, phiu là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, sát là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, ní pá là hai đoạn âm, dít là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, chán là đoạn âm, dây là trường âm nhấn, giá là đoạn âm,
T là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, tá má là hai đoạn âm, nô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ti ma là hai trường âm thông thường. Dạ con đã phân tích xong ạ. Dạ con xin đọc lại. Sa chê na phê sa ni pa cằng sa hà rằng sát thình cha rằng sa thu vi hà di thì rằng a phi phiu ra sát bà ni pa di sa ra ni cha dày ra tề na tam man lô sa tì mà. Dạ con đã phân tích xong ạ. Không biết là có sai chỗ nào ạ, con kính xin sư sửa sai ạ. Nam mô Bụt Thà giá, dạ, con xin xuống mic ạ. Con kính mời quý vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thà giá. Alo, dạ, con xin kính lễ sư và xin kính chào quý vị trong lớp. Cho con xin được phân tích từ ngữ, phân tích trường âm và đoạn âm của câu kinh Pháp Cú số 328. Sa chê la phê tha ni ba cằn sa hà dằng sát thình cha rằng xà thu vi hà rí thì rằng a phi bì ya sắp bà ni ba rí sa già ni già rầy ya tề nắp tam an nô sát tì mà. Xá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, phê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, ní là đoạn âm, bá là đoạn âm, căn là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ủa nãy con chắc con có nói lộn không, cho con nói lại cái thì con cũng quên. Con xin phân tích lại từ đầu. Xá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, phê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, ý bá là hai đoạn âm, căn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sắp thình cha rằng xà thú vi hà rí thì rằng, sắp là đọc theo giọng nguyên trường âm nhấn, thình là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa là trường âm thông thường, thú ví là hai đoạn âm, ha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, thi là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A pi pi ya sắp bà ni ba rít sa già ni á phí là hai đoạn âm, phi là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, bá là đoạn âm, rít là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, gia là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, cha rầy giá tề nắp tam an nô sát tì mà, chá là đoạn âm, đây là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, đây là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, tam á là hai đoạn âm, nô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ti ma là hai trường âm thông thường. Con xin đọc lại bốn câu. Sa chê la phê tha ni ba cằn sa hà dằng sát thình cha rằng xà thú vi hà rí thì rằng a pi pi ya sắp bà ni ba rít sa già ni cha rầy ya tề nắp tam an nô sa tì mà. Dạ con xin hết, xin sư sửa bài cho con. Nam mô Bụt Thà dạ. Nam mô Tham Ma dạ. Nam mô Sang Kha dạ. Dạ cảm ơn Như Quang, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ cảm ơn Vinh Giang Nhật Hà, Kim Nhung, Chích Tâm Vương.
Thích Tây Men cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu, con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đầu tràng, Nhục Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhục Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhục Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, Nhục Quỳnh không biết ở đầu tràng đã tới phần nào rồi. Nhục Quỳnh lặng sâu quá nên khi nghe sư nói chiếc lá mùa xuân không thấy hai chữ cuối, nên ra Nhục Quỳnh chạy lời bố thôi. Nên Nhục Quỳnh không biết là bây giờ đến phần nào, xin quý vị trong đạo tràng cho Nhục Quỳnh biết à, bây giờ đã bài phân tích hay là tới phần kệ, mà không biết là đã giảng tự dựng chưa quý vị. Vừa phân tích vừa kệ luôn, ngài biểu vậy luôn á ha. Tam Phương phân tích chưa Tam Phương? Tam Phương phân tích chưa? Nếu chưa phân tích thì mời bàn tay Tam Phương nghe. Tâm Hương đâu rồi? Bây giờ có đang bận không? Có cầm mic được không? Dạ, mời Tâm Hương. Alo, đang bị nấp rồi mà bị kéo lên giá thì trời. Ôi, để con biết có thầy không? Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con đang nấp bóng mà bị Nhật Hình bắt được rồi. Thì bây giờ con kính đảnh lễ thầy, con xin phân tích, nhưng mà lâu quá nếu có sai thì thầy sửa cho con rồi nghe. Dạ, con kính đảnh lễ chị Đại Đức Tăng với cô Tư Nữ, kính chào tất cả Phật tử. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 328. Sát chê ngài dần sát thiền cha rằng xà thú quy hà ri thi rằng a pi pu chày ya sắp bà ni pa ri sa sa ya ni cha gầy ya tề na na ta ma no sa ti ma. Dạ, con xin phân tích. Chữ xá là đoạn âm, chữ chê là trường âm thông thường, chữ lá là đoạn âm, chữ p là trường âm thông thường, chữ tha là đoạn âm, chữ ní đoạn âm, và chữ phá là đoạn âm, chữ khăn là trường âm đập thuê giọng nguyên âm, chữ xá là đoạn âm, chữ ha là trường âm thông thường, chữ dân là trường âm đập thuê giọng nguyên âm. Và chữ xá là trường âm nhắn, và chữ thiêm là trường âm đập thuê giọng nguyên âm, chữ chá là đoạn âm, chữ răng là đoạn trường âm đập thuê giọng nguyên âm. Răng là đoạn âm. Dạ, chữ xá và chữ xa là trường âm thông thường, và chữ thú là đoạn âm, chữ quý là đoạn âm, chữ ha là trường âm thông thường, và chữ rí là đoạn âm, chữ ha là trường âm thông thường, chữ rí là đoạn âm, chữ thí là trường âm thông thường, chữ răng là trường âm đặc thi giọng nguyên âm. Và chữ á là đoạn âm, chữ phí là đoạn âm, chữ phú là trường âm nhắn, và chữ phú là trường âm nhắn, chữ giá là đoạn âm, chữ sắp là đoạn âm, chữ tha là trường âm nhắn, và chữ ní là đoạn âm, chữ ní là đoạn âm. Yeah. Bá xá lý một âm, chữ chữ bá chữ lý, và chữ xá mới tới được cái là chữ lý là đoạn âm. Dạ, chữ bá là đoạn âm, chữ lý là đoạn âm, chữ xá là đoạn âm, xá đoạn âm, chữ gia là trường âm thông thường, chữ lý là đoạn âm, chữ chá là chữ 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 chá là đoạn âm, chữ
Đây là trường âm nhắn, ra trường âm nhắn, chữ giá là đoạn âm, chữ T là trường âm thông thường, chữ nát là trường âm nhắn, chữ tá là đoạn âm, chữ má là đoạn âm, chữ nô là trường âm thông thường. Dạ, đầu chữ xá là đoạn âm, chữ tí là trường âm thông thường, chữ ma là đoạn âm. Con phân bích như vậy đó, không biết làm sao thấy Thanh Hoàng khóc là chắc con bị sai nhiều đây. Thì thôi, con cũng đợi thầy sửa giùm cho con. Giờ con xin đọc, với lại con kể cho hết giờ đó. Sa chê la phê tha ni ba cần, sa hà dần, sắp thiền, cha rằng xà thú quý hà ri thi dần, rằng a phi phu ya sắp bà ni ba ri cha ya ni, à ya ni cha rầy ya tê, na ta ma no sa ti ma. Sa che la phê tha ni pa căng sa ha yang sap thim cha răng sa thu vi ha ri thi yang a vi put yang sap pa ni pa ri sa yang ya ni cha re ya te na ta ma no sa ti ma sa che la phê tha ni pa căng sa ha yang sa thiên cha răng sa thu vi ha ri thi yang a phi pu ya sa pa ni pa ri yan ya ni cha rây ya te na ta ma no sa ti ma. Dạ, con đã đọc xong rồi. Con xin mời chị Nhật Huỳnh. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo ạ. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng quý đạo hữu ạ. Cái máy con đến lượt con thì nó lại bị văng ra. Bây giờ con mới vào được ạ. Con xin đọc và phân tích câu kinh Pháp Cú 308 ạ. Sa chê la phê tha ni pa căng sa hà chăng sa thình cha răng sa thu vi hà ri thi răng a phi phi cha sát bà ni pa ri sa cha ni cha rây cha tê na ta ma no sa ti ma. Sa chê la phê tha ni sa chê la phê tha ni ba căng sa hà chăng. Sa là đoạn âm ạ. Chê là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, phê là trường âm thông thường, thá là thá ní, là thá ní pá là ba đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Sát thình cha rằng xà thu vi hà ri thì rằng sát là trường âm nhấn, thinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa là trường âm thông thường, thú là trường âm, thú quý là hai đoạn âm, ha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, thi là trường âm, răng là thi là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Á phí, á phí, á phí phí gia sa ba ni pa ri sa sa gia ni. Á phí là hai đoạn âm, phi là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, sắc là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, ní pá là hai đoạn âm, rí là ris là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, gia là trường âm thông thường, ní là đoạn âm ạ. Cha rầy gia tê na ta ma no sa ti ma. Chá là đoạn âm, rây là
Trường âm nhấn giá là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, tá má là hai đoạn âm, nô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ti ma là hai trường âm thông thường ạ. Con xin đọc lại cả câu ạ. Sa chê la phê tha ni pa càng sa hà giang sa thình cha rằng sa thình cha rằng sa thu vị sa thình cha rằng sa thu vi hà sa thu vi hà ri thi rằng a phi phi cha sắp bà ni pa ri sa già ni cha rầy gia tề na ta ma nô sa ti ma sa chê la phê tha ni pa càng sa hà giang sa thình cha rằng sa thu vi hà ri thi rằng a phi phi cha a phi phi a phi phi cha sắp bà ni pa ri sa ni cha rầy gia tề na ta ma nô ta ma nô sa ti ma. Con xin đọc lại một lần nữa. Sa chê la phê tha ni pa càng sa hà giang sa thình cha rằng sa thu vi hà ri thi rằng a phi phi ya sắp bà ni pa ri sa sắp bà a phi con xin sám hối a phi phi ya sắp bà ni pa ri sa sắp bà ri sa ya con xin sám hối a phi phi ya sắp bà ni pa ri sa già ni cha rầy gia tề na ta ma nô sa ti ma. Con xin kể sa chê la phê tha sa chê la phê tha ni pa căng sa hà giang sa thình cha rằng sa thu vi ha ri thi rằng thôi dạ con xin sám hối ạ, con không kệ được ạ, con xin xuống mic ạ, con sai thì con xin ngài sửa cho con ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn Thanh Hoàng, Quỳnh à. Quỳnh gì quên tiêu rồi. Quỳnh Giang Nhất Hà. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nãy giờ Quỳnh Giang Nhất Hà có đọc bài trả bài gì chưa? Quỳnh Quang nữa nè, Phổ Biển Quy Nhơn nữa nè. Nhật Quỳnh giao sao nên Nhật Quỳnh không biết làm chương trình gì rồi, nên Nhật Quỳnh có sơ sót gì thì xin quý vị quan hỷ. Có lẽ ngài Ký Đức bận cái gì nhà bận tay ở dưới chùa dưới đất rồi nên bỏ cái chùa trên trời, nên Nhật Quỳnh thấy trống thì Nhật Quỳnh cầm mic thôi. Dạ vị nào chưa đọc chưa kể chưa phân tích đưa bàn tay của mình lên đi. Nhật Quỳnh không biết ai đã trả bài rồi ai chưa nên Nhật Quỳnh không có dám mời. Dạ mời quý vị không trả bài được rồi tha cho con đó con. Bữa nay Nhật Quỳnh nằm lớn với Phú Biển bữa coi. Dạ mời Quỳnh nha. Dạ Nam Mô Bụt Thà Dạ Nam Mô Tham Ma Dạ Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, quý tăng, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ hôm nay thấy thay đổi đội hình sao mà cái bàn tay nó yếu ớt quá, nãy giờ không dám lên. Dạ thôi con xin đọc câu Pháp Cú 328 và phân tích ạ. Sa chê la phê tha ni pa càng sa hà yang sa thình cha rằng sa thu vi hà ri thi rằng. Dạ câu số 1, câu số 2. Xá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, phê là trường âm thông thường, thá, ní, bá là ba đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sát là trường âm nhấn, thinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, răng
là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa là trường âm thông thường. Thú, quý, hai đoạn âm. Ha là trường âm thông thường. Rí là đoạn âm. Thi là trường âm thông thường. Răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 3 và câu số 4. Afifi yasappa niparisa ya nicharayate natamano satima. Á là đoạn âm, phí là đoạn âm, phi là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, ní, bá là hai đoạn âm, ris là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, gia là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, chá là đoạn âm, ray là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, tá má là hai đoạn âm, nô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ti ma là hai trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại bốn câu. Sa che la phê tha ni ba cần sa hà dần sát thìn cha rằng xà thu quy hà ri thì rằng a phi phì ya sắp bà ni ba ri sa ya ni cha rầy ya tề nát ta ma nô sa ti ma. Dạ con xin kể luôn. Sa che la phê tha ni ba căng sa ha yang sa thiên cha răng sa thu vi ha ri thi răng a phi phi ya sap ba ni ba ri sa ya ni cha re ya te na ta ma no sa ti ma. Sa che la phê tha ni ba căng sa ha yang sa thiên cha răng sa thu vi ha ri thi răng a phi phi ya sap ba ni ba ri sa ya ni cha re ya te na ta ma no sa ti ma. Dạ con xin xuống mic có sai nhờ sư sửa giùm con à. Dạ, mời vị kế tiếp. Dạ, sa thú kính cảm ơn Quỳnh Giang Nhật Hà. Dạ, cảm ơn Như Quang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu, cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, còn vị nào chưa đọc, chưa trả bài thì xin đưa bàn tay nha. Bây giờ Nhật Quỳnh biết được rồi, dạ. Vừa đọc, vừa phân tích, vừa kể luôn. Nhật Quỳnh sẽ làm theo quý vị. Ngài không có xuất hiện gì chứ mà mình làm sai là bị ăn chè liền à. Nên Nhật Quỳnh sợ lắm, sợ ăn chè lắm. Nên là phải nghe quý vị. Dạ, phải nghe quý vị. Duyên đã bài chưa mà còn le qua bốn cái lưỡi dữ vậy. Dạ, con xin được trả bài ạ. À. Chưa hả? Vậy Duyên trả bài không? Duyên trả bài Nhật Quỳnh nhường cho Duyên trả bài trước. Duyên ơi, để cái hồi chút nữa có khách rồi không cầm bích được sao? Bây giờ cầm bích được không? Alo. Rồi, nhường qua nhường lại, hồi cũng ăn chè tiếp đó quý vị. Ăn cháo lương nha. Sát chê la phê thanh ni bắc căng sát hà văn sát thình chả răng sa thú vi hà đi thi răng a phi phiêu gia sát bà ni ba đê sa già ni chát rầy gia tên na ta amano sát tì ma. Dạ, cảm ơn Như Quang. Sá đoạn âm, chê trường âm thông thường, lá đoạn âm, phê trường âm thông thường,
Thani ba, ba đoạn âm, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, ha trường âm thông thường, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sát trường âm nhấn, thiên trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa trường âm thông thường, thú quý, hai đoạn âm, ha trường âm thông thường, rí đoạn âm, thi trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa chê la phê tha ni ba căng sa hà văn sa thình cha răng sa tu vi hà hi thi răng. Câu 3 và câu 4. Á đoạn âm, á trí hai đoạn âm, phi trường âm nhấn, giá đoạn âm, sắp trường âm nhấn, ba trường âm thông thường, ni bá hai đoạn âm, rít trường âm nhấn, xá đoạn âm, gia trường âm thông thường, ní chá hai đoạn âm, rây trường âm nhấn, giá đoạn âm, tê trường âm thông thường, mát trường âm nhấn, tá má hai đoạn âm, nơ trường âm thông thường, xá đoạn âm, ti ma hai trường âm thông thường. A phi phiêu gia sắp bà ni ba rít sa gia ni chắc rầy gia tê na ta ma nơ sa ti ta sa sa chệ la phê tha ni bắc cằn sa hà dằn sa thình cha rằng sa thư vi hà đi thì rằng a phi phiêu gia sắp bà ni ba rít sa gia ni chắc rầy gia tê na ta ma nơ sa ti ma. Nếu được bạn hiềm trí đáng sống chung hạnh lành, giúp phục mọi hiểm nguy, hoan hỷ sống chánh niệm. Và đây là bản chuyên ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con xin được kệ. Sa chế la phê tha ni ba căn sa ha văn sa thêm cha răng sa thù vi ha đi thi răng a phê a phê phi gia sắp ba ni ba rít sa ya ni cha rai ya te na ta ma no sa ti ta sa che la ve tha ni ba căng sa ha yang sa thiên cha răng sa thù vi ha di thi răng a phi phi ya sắp ba ni ba rít sa ya ni cha rai ya te na ta ma no sa ti ma. Dạ con đã trả bài phân tích và kể luôn, nếu con sai chỗ nào Ngài chỉ dạy giùm cho con ạ. Dạ bây giờ mời Duyên nghe. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin đảnh lễ sư trí đức, con xin kính lễ cô tu nữ Rút Hạnh, con kính chào đạo tràng, con xin chào cô Nhật Quỳnh. Dạ trốn không được chứ cô rồi. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú 328. Dạ sa chê la phê tha ni ba căng sa hà dân sát thiền cha rằng sát thu vi hà vì thằng âm con xin sám hối hà vì thi rằng a phi phiêu ya sắp bà ni ba ri sa ya ni cha vì ya tề nát ta ma no sát ti ma. Dạ xá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, phê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, đí bá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 2, sát là trường âm nhấn, thìn là trường âm đọc theo giọng ngưng âm, chá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng ngưng âm, xa là trường âm thông thường, thú là đoạn âm, quý là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, ri là đoạn âm, thi
là trường âm thông thường, răng là trường âm đặt theo giọng ngân âm. Câu 3, Afifilya Sappani Parisa Yani, A là đoạn âm, Phi là đoạn âm, Phiu là trường âm ngắn, Giá là đoạn âm, Sap là trường âm ngắn, Ba là trường âm thông thường, Ní là đoạn âm, Bá là đoạn âm, Rít là trường âm ngắn, Xá là âm, Gia là trường âm thông thường, Ní là đoạn âm. Chá rề giá tề nát tám má nồ sát tì mà, sát tì mà. Chá là đoạn âm, rề là trường âm nhóm, giá là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, nát là trường âm nhóm, tá là đoạn âm, má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, sát là đoạn âm, ti là trường âm thông thường, ma là trường âm thông thường. Trời ơi, nó dài quá sư ơi. Dạ, con xin đọc lại lần nữa ạ. Sa chê la phê tha ni pa căng sa ha yang sa thìn cha rằng sa thu vi hà vi thi rằng a phi phiu ya sa pa ni pa ri sa ya ni cha re ya tê na ta ma no sa tì mà. Hết rồi rồi. Dạ con đã sai, xin sư sửa. Dạ con xin xuống mic. Dạ xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ em khỏe chị Sister Man. Thank you. Con xin xuống mic ạ. Dạ, cảm ơn Sis Như Quỳnh, dạ, cảm ơn Sis Vy Quang, cảm ơn Sis Trần Nguyễn, cảm ơn Thượng Vũ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thông Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, dạ, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đầu tràng. Dạ, em muốn chào Sư Hà Duyên, Sis Duyên. Dạ, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ trong đạo tràng, dạ con kính chào đạo tràng. Dạ đọc dạ đọc khóa Sức Như Quỳnh, đọc câu pháp cú 328. Dạ có phân tích hơn Sức Như Quỳnh. Dạ dạ cảm ơn Sức Như Quỳnh. Con xin đọc câu số 1 và câu số 2. Dạ Sacce la fe thani pakang saha yang sakchin charang sa tu viha riti rang. Dạ, câu số 1. Sá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, phê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, ní bá là hai đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 2, sắc là trường âm nhấn, thìn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa là đoạn âm, thú quý là hai đoạn âm, ha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, thi là trường âm thông thường và răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ câu số 3 và câu số 4. A phi phu ya sa sa pa ni ba ri sa ya ni cha re ya te na ta ma no sa ti ma. Dạ câu số 3. Á là đoạn âm, phí là đoạn âm, phúi là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, xá là đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, bá là đoạn âm, rít là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, gia là trường âm thông thường, ní là đoạn âm,
Chá là đoạn âm, ri, ri là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, tá, má là hai đoạn âm, nô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ti, ma là hai đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại câu 328. Sa chê la phê tha ni pa căng sa ha dần sa sa ha dần sắc thìn cha rằng sa chu vi hà ri thì rằng a phi phi ya sắp bà ni ba ri sa già ni cha rê ni cha rê ya tê nát ta ma nô sa ti ma. Con đã đọc và phân tích xong. Nếu ngài có nghe thì con có sai, nên xin ngài và đạo tràng sửa lại giùm con ạ. Em tự xin nhân đức lại cho. Dạ, kể luôn hả sĩ nha. Làm một hơi luôn. Dạ. Dạ. Sắc chế la phê thà ni ba căng sa ha yang sắc thiên cha răng sa chú vi ha ri thi răng a vi phi ya sa pa ni ba ri ni sa ya ni cha re ya te na ta ma no sa ti ma. Nếu được bạn hiền trí đáng sống chung hạnh lành, nhiếp phục mọi hiểm nguy, hoan hỷ sống chánh niệm, đó là bản chuyển ngữ của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ. Có bản dịch của hòa thượng Giới Đức không hả sít? Dạ. Dạ. Không có bản dịch của hòa thượng Giới Đức thì không có ai giơ tay, nhưng từ kể thêm một lần nữa nha. Chế la phê tha ni ba căn sa ha ya ha yang sắc thiên cha răng sa phu vi ha ri thi răng a phi phi ya sa pa ni ba ri sa ya ni cha re ya te na tam ma no sa ti ma. Nếu được bạn hiền trí, đáng sống chung hạnh lành, nhiếp phục mọi hiểm nguy, hoan hỷ sống chánh niệm. Đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ. Hồi nãy, dạ, xin mời Duyên lên kể tiếp nha. Dạ. Niệm từ đã xong, niệm từ xin kính cảm ơn đạo tràng. Dạ. Nam mô Bụt Thà. Dạ. Nam mô Bụt Thà. Dạ. Mình chào cô tu nữ tự duyên đi học trẻ. Sa thú quý vị ta nhi, giọng kinh cũng hay mà giọng kệ cũng hay luôn. Riêng Sích Duyên phân tích thì chính xác, nhưng mà khi đọc lại thì coi như là chốc vớt luôn. Bởi vì sao? Phân tích thì chính xác mà đọc lại thì trường âm, đoạn âm thế tùm lum mà không có ổn. Phân tích thì chính xác, thì bây giờ mình đọc lại cũng chính xác luôn. Nhưng mà không, đọc theo một cái phong cách riêng của Sích Duyên. Rồi, thì như vậy hôm nay với bài học này, chúng ta thấy rằng phân tích trường âm ha, đoạn âm, trường âm là xong rồi, chúng ta ôn theo giọng kinh, và xong giọng kinh thì coi như là đọc thêm một cái giọng kệ nữa, tức là chúng ta giải quyết xong cái phần kinh và kệ. Để rồi bây giờ chúng ta đi vào từ ngữ, chúng ta nhìn mặt chữ biết được, đọc được, vậy thì bây giờ chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa của những chữ đó như thế nào. Bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Sa chê la phê tha ni bắc cần sa hài dần. Câu đầu tiên,
sa chê la phê tha ni ba cần sa hà dần. Cái chữ câu đầu tiên này có bốn từ ha, sa chê là một, la phê tha là hai, ni ba cần là ba, sa hà dần là bốn. Vậy thì chữ sa chê, chữ sa chê có nghĩa là nếu. Sa chê là nếu. Rồi lập hề tha đây là một động từ số nhiều ha. Lập phát tí do cái động từ lập phát tí, nhưng mà chữ lập hề tha ở đây có nghĩa là nên đạt được, có thể đạt được, nên đạt được, có thể đạt được. Rồi từ thứ ba, Nibbakkhang. Nibbakkhang do cái từ Nibbakkha. Nibbakkha là một tính từ nam tính ha, nhưng mà cái chữ Nibbakkha này được chia theo đối cách số ít, đối tí gia quý phá tí e ca quá chân á, cho nên chữ Nibbakkha biến thành Nibbakkhang. Nibbakkhang có nghĩa là khôn ngoan, khôn ngoan. Rồi tiếp theo là chữ Sahayan. Sahayan do cái từ Sahaya. Sahaya là một danh từ nam tính, Akaranta Pumlinga. Chữ Sahaya này cũng được chia theo đối các số ít, tức là Dutiya Vipatti Ekavachana. Cho nên chữ Sahaya biến thành Sahayan. Sahayan là bạn bè. Sa hai dân là bạn bè. Rồi bây giờ chúng ta tiếp theo câu số 2, để hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Sát hình cha rằng sa thú vi hà rí thi rằng. Sát hình cha rằng sa thú vi hà rí thi rằng. Câu số 2 này chúng ta có 3 từ ha. Sát thiên là 1 ha, cha răng là 2, sa thú quý hà rí thi răng là 3. Chữ sát thiên, sát thiên đây là một trạng từ có nghĩa là cùng với. Sát thiên là cùng với. Chữ cha rằng do cái động từ cha ra tí, do động từ cha ra tí, tức nghĩa là thực hành đi lang thang. Và chữ cha rằng do cái từ cha rá này, nó được chia theo đối cách số ít, đối tí gia quy pháp tí e có quá trình á, cho nên cha rá biến thành cha rằng. Và sát thinh cha rằng ở đây hai chữ này có ý nghĩa là cùng với bạn đồng hành ha. Cùng với bạn đồng hành, tức là những người cùng đi chung với mình, những người cùng thực hành với mình ha. Rồi, cái từ thứ ba, sa thú vi hà rí thi rằng. Sa thú vi hà rí thi rằng. Ở đây, cái nhóm từ này chúng ta tách ra, nó có 3 từ. Chữ sa thú là 1, vi hà rí là 2, và chữ thi rằng là 3. Sa thú đây là một trạng từ, có nghĩa là tốt lành, đẹp đẽ. Như sa thú chúng ta thường hay nghe, có cái chuyện gì tốt thì chúng ta sa thú, quan hỷ với người ta.
là tốt đẹp, thiện tai, thiện tai ha. Rồi Vihari, do cái từ Vihara, nó là một danh từ nam tính, Akrantapumringa. Vihara có nghĩa là nơi sinh sống, nơi cư ngụ, nơi sinh sống, nơi cư ngụ. Rồi chữ thi răng do cái từ thi rá. Thi rá là một danh từ nam tính, Akrantapumringa. Thi rá ở đây được chia theo đối các số ít, đối chí giao quý pháp thí ệ câu quá chân á, cho nên thi rá biến thành thi răng. Thi răng là thông minh, khéo léo, có trí. Thông minh, khéo léo, có trí. Vậy thì ba từ này đi chung với nhau, sa thú quý hà rí thi răng, có nghĩa là người trí, có sự sống tốt lành. Người trí có sự sống tốt lành. Và câu 1, câu 2 sẽ cho chúng ta một ý nghĩa. Sa chê lá phê tha ni ba cần sa hà giang sa thình cha rằng sa thu vi hà ri thi rằng. Nếu có thể đạt được người bạn khôn ngoan là bậc trí tuệ, sống tốt lành, làm người đồng hành. Câu 1, câu 2 cho chúng ta một ý nghĩa rõ ràng hơn ha. Nếu có thể đạt được người bạn khôn ngoan là bậc trí tuệ, sống tốt lành, làm người bạn đồng hành. Bây giờ chúng ta đến câu 3, câu 4. Câu 3, câu 4. Api Puy Yastap Ba Ni Parik Sya Ni. Câu số 3. Api Puy Yastap Ba Ni Parik Sya Ni. Câu này có 3 từ ha. Api Puy Ya là 1, Sắp Ba Ni là 2, Parik Sya Ni là 3. Cái chữ Api Puy Ya, chúng ta thấy tiếp đồng ngữ Api ở phía trước. Tiếp đồng ngữ này có nghĩa là bên trên. Rồi chữ Puy Ya do căn ngữ Phu, do căn ngữ Phu có nghĩa là thì. Và Api Puy Ya ở đây nó là động từ bất biến, có nghĩa là sau khi vượt lên trên. Apipuya là sau khi vượt lên trên. Rồi, chữ Sapa ni do cái từ Sapa, do từ Sapa. Nhưng mà ở đây nó được chia theo đối chất số nhiều ha, đối cách số nhiều. Sapa biến thành Sapa lý, Sapa lý. Vậy thì Sapa lý có nghĩa là tất cả. Parisaya ni do cái từ Parisaya. Parisaya nó là một danh từ trung tính, Akrantanapum Sakalinga. Và Parisaya nó cũng chia theo đối cách số nhiều, Dutiya Vipatti Bahuvachana.
Parisajani có nghĩa là những sự hiểm nguy, những điều rắc rối. Những sự hiểm nguy, những điều rắc rối. Vậy thì câu số 3 này Apipiyasabhaniparisayani, sau khi vượt qua mọi trở ngại, sau khi vượt qua mọi hiểm nạn, và câu cuối cùng cha rầy gia tề nát tam anô sát tì mà cha rầy gia tề nát tam anô sát tì mà câu cuối cùng này chúng ta có ba từ: cha rầy giá là một, tề nát tam anô là hai, sát tì mà là ba. Chữ cha rầy giá do cái động từ cha rầy tí, và đây nó cũng là một cái động từ số ít, một động từ số ít. Cha rầy giá có nghĩa là nên sống hoặc là nên đi. Nên sống hay là nên đi. Rồi tenatamano, tenatamano do ba từ ha. Tena là một ha. Tăng Atta là hai, Mano là ba. Chi Tena là một đại từ nam tính, một đại từ nam tính do đại từ tá. Và chi tá này được chia theo sử dụng cách số ít, sử dụng cách số ít. Tức là cách chia thứ ba, Tatiya Vipatiya Kavatana. Chi tá biến thành Tena, Tena là với người ấy. Rồi Attamano, Atta là tự mình ha. Mano do cái từ mana. Mano nó cũng là một danh từ trung tính, Okaranta, nó cùng Sakalinga. Mano có nghĩa là tâm ý. Attamano ở đây nó được đứng làm chủ từ số ít, Bathama Ekavachana Vipatti. Attamano có nghĩa là quan hỷ thỏa thích, quan hỷ thỏa thích. Vậy thì với người ấy quan hỷ thỏa thích, Tenattamano, với người ấy quan hỷ thỏa thích. Rồi Satima, Satima ha. Satima ở đây do cái từ sati, nó là một danh từ trung tính, ý krantanapum sakalinga. Sati có nghĩa là niệm, nhưng mà có tiếp vị ngữ manh tú ở phía sau, có tiếp vị ngữ manh tú ở phía sau, cho nên nó đứng làm chủ cách số ít, bathama ekavachana vipatti. Satima nó biến thành Satima. Satima là có niệm. Vậy thì câu số 4 này, cha rầy gia tề nát tâm anh nô Satima, có thể đi với người ấy quan hỷ có niệm. Có thể có thể sống với người ấy quan hỷ có niệm. Và câu Phật ngôn này cho chúng ta một ý nghĩa: nếu có thể đạt được người bạn khôn ngoan là bậc trí tuệ, sống tốt lành, làm người đồng hành, thì sau khi vượt qua mọi hiểm nạn, có thể đi với người ấy quan hỷ có niệm. Xin lặp lại. Nếu có thể đạt được người bạn khôn ngoan là bậc trí tuệ, sống tốt lành,
làm người đồng hành, thì sau khi vượt qua mọi hiểm nạn, có thể đi với người ấy một cách hoan hỷ, có niệm. Và Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: ra đi trên bước đường đời, gặp người thiện trí, đáng người làm quen, học chân thật, học diệu hiền, kết bằng vui sống vượt miền hiểm nguy. Ta và Ngài Hòa Thượng Minh Châu, nếu được bạn hiền trí, đáng sống chung hạnh lành, như phục mọi hiểm nguy, hoan hỷ sống chánh niệm. Nếu được bạn hiền trí, được sống chung hạnh lành, như phục mọi hiểm nguy, hoan hỷ sống chánh niệm. Rồi, như vậy là câu Phật ngôn 328. Chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa của từ vựng xong. Và bây giờ thì đi vào duyên sự luôn ha. Alo, quý vị còn nghe rõ ha? Duyên sự câu Phật ngôn 328. Còn nghe rõ ha? Sa tu, sa tu. Câu Phật ngôn này được phát sanh lên ở tại một cái ngôi rừng tên là Rakhita. Và nguyên nhân để mà coi như có câu Phật ngôn này, tức là nói về con voi Pali Layaka, tức là trong cái thời gian mà Đức Phật nhập hạ trong rừng, và có một con voi theo phục vụ cùng với một con khỉ. Nhưng mà liên tục hai ba câu Phật ngôn chứ không phải là một câu ha. Cho nên với câu Phật ngôn này thì chúng ta hiểu như thế nào, đi vào nội dung của câu Phật ngôn này. Câu Phật ngôn 328, chúng ta xin đọc lại và đi vào duyên sự. Sát chê la phê tha ni bác cần sá hài dặn sát thình cha rằng xà thu vi hà rí thì rằng á tí phì giá tóc ba nít bà rí sá gia nít cha rầy giá tê nát tá mát nồ sá tì mà. Nếu được bạn hiền trí, đáng sống chung hạnh lành. Hai câu thì nó bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Ở đây có cái từ nếu. Sát chê tức là cuộc đời không bao giờ suôn sẻ, và chính không suôn sẻ đó cho nên mới có chữ nếu xuất hiện. Chúng ta gặp nhiều khổ đau, chúng ta gặp những người bạn không chân thật, phi bằng hữu, những người bạn dối trá, những người bạn không lương thiện. Chính vì gặp những người bạn không lương thiện, bất thiện như vậy, cho nên cái chữ nếu này mới xuất hiện. Bởi vì chung đụng gần gũi với những người mà không có cái sự chân thật thì chúng ta cảm thấy đau khổ. Cho nên chữ nếu là một trường hợp mơ ước, một trường hợp mình hướng đến cái sự an vui, nhưng mà sự đau khổ cứ dằn vặt mình hoài. Cho nên ở đây nên là cha mẹ sinh ta ra, nhưng mà hiểu ta là ai? Chính là những người bạn tri kỷ, chính những người bạn mới hiểu được ta. Thì ở đây người bạn hiện trí là một người bạn mà chúng ta ước mơ, để rồi nhắc nhở, khích lệ, sắp tăng với chúng ta trong thiện sự. Đây là một điều mơ ước ha. Rồi mơ ước được những người bạn như vậy để làm gì? Để mình thân cận, để mình được sống chung, để rồi mình học được những cái điều hay, điều tốt của người đó. Cho nên ở trong 38 điều hạnh phúc, cái điều đầu tiên ase wana chapa na nan, tức là xa lánh những người ác, những cái người không phải là thiện tri thức.
mà chúng ta phải thân cận với những bạn lành, thì cái câu 1, câu 2 đó là một cái điều để cuộc sống của chúng ta trong hiện kiếp này được sự an vui. Nhưng mà đây chỉ là ước mơ. Và hai câu sau, như phục mọi hiểm nguy, như phục mọi hiểm nguy. Trong những hiểm nguy này, đó chính là những phiền não, những tham, những sân, những si trong chính bản thân của chúng ta, mà chúng ta phải thúc liễm thân tâm. Và muốn được như vậy thì chúng ta phải chấp nhận, chấp nhận với cái hiện cảnh bây giờ, nó đến và nó đi, đó chính là pháp mà chúng ta phải biết, tức là phải ghi nhận, phải chú tâm, phải quan sát để thấy rằng cuộc đời đau khổ hay là an vui. Ở đây, cái điều trước mắt của chúng ta áp dụng câu Phật ngôn này trong hiện cảnh của cuộc sống chúng ta, thì thấy mọi hiểm nguy ở đây chính là cái vấn đề đại dịch. Cả thế giới, bất cứ ở nước nào, và cái nạn dịch này là một cái sự hiểm nguy, nó đến với chúng ta bất cứ giây phút nào. Không riêng gì ở Việt Nam, mà ở Mỹ, ở Canada, ở Đức, ở Úc, ở tùm lum, chúng ta cũng thấy rằng cái nạn Covid-19 này đã xuất hiện và chết cả triệu người, triệu người. Vậy thì cái sự hiểm nguy này là chúng ta phải đề phòng, phải chánh niệm, phải tự mình coi như phòng hộ cho chính mình. Chứ không thể nào mà chúng ta chung đụng với những ác hữu để lây bệnh. Thì bây giờ thời gian cũng không còn bao nhiêu, thì chúng ta là những người đang ở trên room này chưa bị mắc dịch, đó là một cái điều mà hoan hỷ. Bởi vì sao? Chúng ta có được sự thu thúc, có được sự phòng hộ, có được sự tránh né, tránh né những cái người bạn ác hữu, những người bạn gọi là phi bằng hữu, những người bạn mà coi như là họ có thể rủ rê chúng ta trong những lúc phi thời làm những cái chuyện không tốt đẹp. Chính chúng ta chung đụng như vậy, đó là sự hiểm nguy sẽ đến với chúng ta. Chúng ta có thể lây bệnh. Chúng ta có thể lây bệnh. Và khi mà chúng ta sống với chính mình, tức là có sự ghi nhận và biết mình, tức là chúng ta có sự phòng hộ, thì chính cái sự phòng hộ đó sẽ đem lại sự an lạc trong cuộc sống, mà Đức Phật gọi là Ditta Tham Masukha Viharana, hiện tại lạc trú. Quý vị biết ở Việt Nam, chính bây giờ ở tại Đà Nẵng, một số dịch bệnh đã phát sinh, tức là một số người Trung Quốc, tức là nhập cư bất hợp pháp, hoặc là có những cái đường dây mà nó đưa người Trung Quốc vào tại Đà Nẵng, thế rồi bây giờ ở tại Đà Nẵng bị bùng phát cái dịch bệnh Covid này. Và tại Đà Nẵng thì đã cấm tàu, xe, máy bay coi như đến với Đà Nẵng, phong tỏa luôn. Thì chúng ta thấy rằng vì một cái món danh lợi, vì một ít tiền tài, vì một ít lợi lộc mà có thể bán mất đi những người thân của mình, bà con quyến thuộc của mình ở tại Đà Nẵng, để rồi phải bị lây cái bệnh như vậy. Đúng rồi, người Việt Nam đưa người Trung Quốc nhập cảnh vào ở Đà Nẵng một cách trái phép. Cho nên khi phát hiện cái vấn đề đó, thì ở trên mạng có một cái bài thơ mà quý vị nghe, để rồi quý vị có ý kiến thế nào đối với cái câu Phật ngôn này.
À, bài thơ này thì tương đối cũng hơi một bà già bà trèo lên trên cây á, quý vị biết hả? Bà già là bà trèo lên cây á, bà đứng ở trên cây bà la thật to. Đây không phải là la mà bà chửi. Bà chửi thế này nè: tổ sư cha đứa tham tiền, rước voi dày mã tổ tiên chúng mày, đưa tàu trái phép vào đây để gieo tai họa đắng cay dân lành. Đang yên giờ bỗng giật mình vì con Covid đổi hình quái thai. Chúng mày một lũ giống tai mà nghe bà chửi 12 bến đò, đầu to óc ngắn hơn bò, đưa quân Vũ Hán đội mồ chui lên. Việt Nam đang sống bình yên, mày làm đảo lộn dưới trên một vùng. Đà Nẵng nay phải cấm cung, cả nước kích hoạt cùng phòng dịch lây. Chỉ tại mấy đứa mặc dày vì tiền phản quốc cho đầy túi tham, đời chúng mày sẽ lụi tàn, chết đường chết chợ không quan nổi gì. Tội này tam tộc tru di để làm bài học khắc ghi một đời. Tuổi cao tao mệt lắm rồi, phải đeo cây chửi một hồi xem sao. Bây giờ bà nghỉ giải lao, ngày mai chửi tiếp đứa nào còn ngu. Mệt quá, mệt quá, hù hù. Quý vị nghĩ sao? Chửi mà cũng chửi câu vần có điệu nữa ha. À, nhưng mà người ta chửi là một chuyện, còn bây giờ đối với câu Phật ngôn này thì quý vị nghĩ như sao? Cái sự thật là khổ, sự thật là khổ, mà cái nguyên nhân là cái gì? Là mình rước cái khổ vào. À, đất nước đang bình yên, mình vì tiền, vì tâm tham mà đem lại một cái sự xáo trộn, một sự đau khổ, một sự hoang lạc ở tại thành phố Đà Nẵng. Thì như vậy, khổ, nguyên nhân của sự khổ, người ta chỉ biết la làng mà thôi, người ta chỉ biết chửi mà thôi. Chứ còn bây giờ phương pháp đi về khổ, quý vị tìm ra chưa? Sự an vui đã có, sự an vui đã có hay chưa? Thì ở đây với câu Phật ngôn này: nếu được bạn hiền sĩ đáng sống chung hạnh lành, nhiếp phục mọi hiểm nguy, hoan hỷ sống chánh niệm, chúng ta thấy khổ, nguyên nhân của sự khổ cũng biết là như vậy, nhưng mà rồi chỉ đấm ngực than khóc. Có ai có được chánh kiến để thấy được cái nguyên nhân của khổ mình phải thực hành chứ? Còn đây cái gì? Còn ở đây thì chúng ta chỉ biết la làng, chỉ biết than khóc, đổ tội cho người này, đổ tội cho người kia, mà chúng ta không có được cái chánh kiến. Tức là một trong tám cái phương pháp để thực hành và thoát qua cái khổ đó để đạt đến sự an vui. Thì với bài thơ chửi của một bà già đã đưa lên trên mạng, và chúng ta thấy đó cũng là một cái điều nhắc nhở cho chúng ta: không phải chửi là chúng ta giải quyết được vấn đề. Nguyên nhân chúng ta biết là vì lòng tham.
chúng ta trời ơi trời trời thấy chưa kiểu giờ này ở bên đó mới có coi 4-5 giờ sáng rồi, giờ này là giờ ngủ ngon, mà canh mánh sư nói một cái sư chỉ thật là thôi trong cái pháp thôi mà nó cũng bịt miệng sư, thấy chưa ghê gớm chưa, mây đen bao phủ bầu trời mà mặt trời tỏ sáng ở nước Việt Nam mà trời ơi trời. Thấy không? À, lâu lâu sư đem cái bài kệ ra người ta phổ biến mà cũng có chuyện không cho sư nói nữa chưa? Rồi giờ cô Dực Hình cũng muốn lên nói không? Tôi xuống nha. Quán Ngô đỉnh cao trí tuệ loài người mà. Tôi ở đó hả? Tới năm thứ nhất là tôi muốn kiếm đường tôi đi. Từ năm sau tôi lúc nào trong đầu tôi cũng kiếm đường dọt đi hết. Tới năm 78 tôi mới đi ra khỏi trực cái nước đó. Thôi giờ không nói nữa, còn mấy phút nữa để cô Dực Hình nói đi. Dạ, cảm ơn Sư Kim. Nam Mô Bích Hai Giá. Dạ, con cũng thỉnh Ngài cầm mít trở lại bạch Ngài. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ, cảm ơn Vinh Giang Nhất Hà, cảm ơn Thanh Hoàng. Dạ, con cũng thỉnh Ngài ạ. À. Ngài có nghe được âm thanh con không? Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Rồi, vậy là Ngài không nghe, không nói luôn rồi. Rồi cũng hết giờ luôn rồi. Dạ, con thấy tín hiệu Ngài rồi. Con kính nhân mít đến Ngài ạ. À. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ không? À, xa thủ, xa thủ. À, khi mình nói được là chắc cũng hết giờ rồi ha. À, câu Phật ngôn 328. Ở đây chúng ta phải biết bạn hiền trí là gì. À, những người bạn mà chúng ta có thể tin tưởng bởi vì họ đã thực hành đúng pháp, có năm pháp của một bậc hiền trí ha. Và chúng ta biết đây là những người bạn hữu thật tình, nhưng mà khổ cái là chữ nếu nha, chứ nếu mà không có chữ nếu này là vô tư, lại có chữ nếu cho nên chúng ta phải hơi tìm kiếm một chút, chứ không phải là đang ở trong tầm tay của chúng ta, mà đang ở trong tầm tay của chúng ta thì đó là những cái người mà không phải là bằng hữu mà chung tình, khi vui khi khổ có nhau, mà những người bạn mà chúng ta đang gặp phải là những người bạn không chân thật, cho nên chúng ta đang gặp những hiểm nguy và muốn vượt qua cái đó thì chúng ta phải ghi nhớ và biết mình luôn luôn là phải đeo khẩu trang ha, rồi rửa tay ha, rồi phải có một cái khoảng cách, không nên gần gũi quá, dễ bị lây nhiễm. Đó là những cái hiểm nguy trong cái cuộc sống chúng ta bây giờ, buổi sinh hoạt của chúng ta với câu Phật ngôn này, với cái bài thơ mà bà già bà chửi chúng ta nghe cũng khoái nữa, khổ vậy đó. Thôi thì xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin ngôi lục vô biên, chư toàn giác độc giác và thiên văn thính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ, gồm Phật giáo năm truyền, được an lành tịnh lạc. Ê tê nạ sa chà quá chê nạ sô thị vô hô tụ sa phật đà. Do lời chân thật này, kính dâng quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức, luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá. Xin mời Sĩ Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay.